Chiều nay, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết về 3 lĩnh vực: tài chính, ngân sách, đất đai và nông nghiệp. Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo 3 báo cáo, 2 tờ trình và 2 nghị quyết, gồm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 tỉnh Ninh Bình. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, tờ trình và các nghị quyết, quyết định các vấn đề nêu trên. Đóng góp vào lĩnh vực này, các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao với các dự thảo báo cáo tờ trình, nghị quyết được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, vừa thể hiện tính toàn diện, vừa nêu bật được những vấn đề thu chi ngân sách sát với tình hình thực tế, đồng thời đưa được nhiều nội dung với các mục tiêu giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, đề nghị cần tăng cường quan tâm tới nguồn chi cho sự nghiệp giáo dục, cho thanh niên để phát triển kinh tế. Kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Quang Ngọc đề nghị những vấn đề đại biểu đã trao đổi, Sở Tài chính cần tiếp thu và điều chỉnh, có cách thức phân bổ ngân sách hợp lý, đảm bảo thu chi hiệu quả trong thời gian tới. Về hai lĩnh vực đất đai và nông nghiệp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày dự thảo tờ trình nghị quyết về việc chấp thuận danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021. Dự thảo tờ trình nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình bày dự thảo tờ trình nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách quy định tại Nghị quyết số 39 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021. Sau khi các đại biểu trao đổi góp ý làm rõ các nội dung và đề xuất bổ sung điều chỉnh thêm một số các chính sách trong lĩnh vực đất đai và nông nghiệp, đồng chí Phạm Quang Ngọc đánh giá cao ý kiến tham gia và các tờ trình nghị quyết của đại biểu, đồng thời đề nghị hai sở tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo các tờ trình nghị quyết, đảm bảo đúng thể thức văn bản phù hợp tình hình thực tế, tạo sự thống nhất cao để trình các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra theo thời gian quy định.